Và mình giới thiệu hai cái máy này nè, giá cũng tương đối. Nati Panasonic 6507, hàng này nó chuyên dụng xài trong nhà máy. Thêm nó khác chút, đời khá mới. Cao su thì hơi dơ dơ. Còn liền mạc. Vỏ pin không có lấy mấy cái vỏ cathode, con này nó bị có cấn một xíu nha, nó cấn nó xúc mình con ốc nó cong rồi nên tháo ra siết lại được không đến nổi. Cao su đây có cấn lên nè, chưa tróc, bên đó nó xài và máy dính dầu quá. Bán nguyên bản vậy nè, không tháo nha, nhưng mà nó bán một cặp luôn. Thường nó thiết kế mà chỉ dùng trong một cái dây chuyền sản xuất nào đó. Cái dòng này nó có hai đời phổ thông và nó dây chuyền sản xuất thì nó sẽ là dây chuyền sản xuất nó sẽ làm chuẩn hơn, cái độ bền nó sẽ bền hơn, giống như nó đặt riêng vậy đó. Mình chạy bằng 6A đó, 6A nó đủ luôn. Nguồn mình 6A. Thế nó sắp cái bình lên test cho nó mạnh. Bình thì dây nó cũng khó làm. Máy này mình không có thời gian làm pin luôn á, nhiều khi mình quý anh em thì mình cố gắng làm cho anh em, chứ còn không có thời gian đi rồi nó suốt là buổi trưa thì nó nắng quá làm nổi, trưa mỗi nào không mưa thì trên này 35-36 độ làm gì không nổi, cho nên là sau này mình không có nhận làm pin nữa là vậy. Chứ làm pin thì nó cũng có tiền anh em, chứ không phải không, đâu phải làm không, phải không? Cộng trừ sắp nó kẹp nguồn là phải cho chuẩn á, chứ mình làm sai là chạy mượt á, cái chuẩn xúc rồi. Đánh cái tay rung nó xúc. Còn ta thử hai thử điều tóc mượt rồi ha, chạy đầm tay không có rung một cây. Bây giờ đầu nó về nhiều, trước nó kiếm một cái không có, nên kiếm một cái đồng hồ đo, một cái ampe không có. Ok, quá là tốt. Điều tóc mượt. Kẹp quá này mình thấy luôn, nó ăn dòng thấp. Cái này chưa có dấu mỡ đâu nha. Coi quan sát kỹ có dấu mỡ không. Nhiều khi bên Nhật hoặc là nó về bãi nằm đây á, số anh em nào dọc thôi, chứ còn Nhật có trường hợp có mỡ mà hiếm hoi. Cái này anh em rửa là đẹp đó nha, miếng dầu rửa lại ok. Con này cũng vậy, chưa thấy dấu mỡ ha.